đường trước nhà là đâu đó là khoảng chừng 5 đến 6 mét nha mọi người, rất là rộng luôn nghe không. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Thì tức là ở ngay bên góc video á, em có để số điện thoại của chủ nhà cho mọi người liên hệ trực tiếp luôn, không cần phải qua môi giới đâu nha. Thì hôm nay á, là em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà rất là lớn luôn, nằm ở ngay bên quận 7 nha mọi người. Căn nhà này có diện tích lên tới 100 mét vuông luôn, mà giá chỉ có 75 triệu một mét vuông thôi nha. Thì hiện tại là em đang ở ngay cái hẻm này á, là hẻm 380 Lê Văn Lương. Mọi người cứ đi thẳng một đường vô tầm đâu đó là tầm khoảng 100 mét hơn thôi. Và nhìn bên phía tay phải, đây là căn nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nè. Thì nhà mình á, có cái địa chỉ á, là 380/76 đường Lê Văn Lương ở bên quận 7 nha mọi người. Cái số cũ á, là 63/2. Cái phường này là phường Tân Hưng nha mọi người. Và đây là cái đường trước nhà của chúng ta nè. Đó, mọi người thấy không? Đường trước nhà là đâu đó là khoảng chừng 5 đến 6 mét nha mọi người. Rất là rộng luôn nghe không? Đó. Rồi bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay khu bên trong cho mọi người xem. Thì nhà mình á là có diện tích bề ngang là 5, bề dày là 20. Diện tích là 100 mét vuông. Giá đang kêu là 7,5 tỷ và cái giá này vẫn còn thương lượng nha mọi người. Đây là khu vực bên trong nhà nè. Thì là nói chung là cái nhà này là nhà cũ ngày xưa rồi mọi người. Hiện tại thì chủ nhà không có ở đây nữa, cho nên là nhà này là thích hợp cho anh chị nào gọi là muốn diện tích lớn để mà đập ra xe lại nha mọi người. Và nhà chúng ta là có góc hai mặt tiền hẻm luôn nha mọi người. Đây là cái hẻm bên hông của chúng ta nè. Đó. Có thể trổ cửa hông cũng được nha mọi người, hay là lập hàng rào làm sân nha. Đây là cái không gian bên diện tích của chúng ta rất là lớn luôn nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ quay cái khu vực bên trong nhà cho mọi người xem nha. Đây là cái khu vực bên trong nhà. Thì nhìn qua tổng quan sơ bộ á là nhà vẫn còn rất là chắc chắn nha mọi người. Và nhìn mấy cái đà đi. Đó, không có dấu hiệu nứt gì hết luôn nha. Thì nếu mà mua về á, mà anh chị nào chưa có nhu cầu mà gọi là xây lên cao á thì có thể tu bổ lại ở vẫn được, rất ok nha. Ở bên đây là chúng ta làm cái cửa bên hông nè mọi người. Và ở đây là cầu thang là nằm ở chính giữa nè. Đó, đây là cái không gian ở đằng sau. Đây là không gian ở đằng sau nha mọi người. Rồi, ở đây là cũng có phân làm hai phòng. Thì ở đây theo nhìn thấy là phòng nhà vệ sinh nè. Đó. Và ở đây là cái phòng ngủ nè mọi người. Còn ở đây chúng ta cũng có một cái sân sau nha mọi người. Cái cửa thì khóa rồi, cho nên em không ra được. Đó, cái sân sau chúng ta cũng rất là rộng nha. Nói chung là nhà dài tới 20, bề ngang 5 mà. Và tới 100 mét vuông lận. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 1 cho mọi người xem. Thì nhà chúng ta đó là có diện tích bề ngang là 5, bề dài là 20. Đó, kết cấu á, là nhà cũ rồi, có thể tu bổ lại ở cũng được nha. Giá đang kêu là 7,5 tỷ, và chỉ có 75 triệu một mét vuông thôi nha mọi người. Rồi, đây là cái khu vực ở trên lầu nè. Đây là cái không gian ở phía sau. Đây, cái chỗ này chúng ta có thể làm một phòng khách cũng được nha mọi người. Và ở đây là một cái khu vực nhà vệ sinh nè. Đó. Rồi, em sẽ đi quay tiếp ra cái khu vực ở đằng trước cho mọi người xem luôn nha. Nói chung là nhà chỉ là cũ thôi, chứ em thấy là cái cốt kết cấu á vẫn còn chắc lắm nha. Ở đây chúng ta có thêm một cái ban công nữa nè mọi người.